xe bồn chở ô xin lòng cháy trên đèo Khánh Lê. Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị cáo vô cùng ân hận xấu hổ. Phước Sang bị đột quỵ não. Lãnh đạo đến viếng, em trai người tử vong bất thường tại cơ quan công an không tiếp. Đề xuất sát hạch lái xe cho học sinh. xe chở bồn oxy lỏng cháy trên đèo Khánh Lê. Tin cho hay, hơn 10 giờ ngày 27 tháng 3, xe bồn biển số Gia Lai chạy trên đèo Khánh Lê hướng Nha Trang Khánh Hòa đi thành phố Đà Lạt Lâm Đồng. Khi đi qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, bồn xe bốc hơi và cháy ngùn ngụt. Tài xế tấp xe vào lề đường, đồng thời tháo rời đầu kéo di chuyển ra xa. Cột khói cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ. Một số người dân đi qua hô hoán và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhiều chiến sĩ cùng với cán bộ hai xe chữa cháy đã đến hiện trường dùng vòi rồng dập lửa, lực lượng công an của huyện Khánh Vinh đã tổ chức chốt chặn cảnh báo người dân và phương tiện qua lại khu vực. Sau 30 phút, đám cháy được khống chế. Oxy lỏng thường được trương cất phân tử không khí dùng cho sản xuất công nghiệp, y tế. Đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33km, nằm trên quốc độ 27, nối Nha Trang với Đà Lạt, tuyến có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu, thường xảy ra tai nạn. Cụ Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, bị cáo vô cùng ân hận xấu hổ. Ngày 27 tháng 3, bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước cùng 4 luật sư đã thực hiện phần bào chữa cho các cáo buộc nhận hối lộ, che giấu tình trạng yếu kém, sai phạm của SCB, giúp Ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Mở đầu phần tự bào chữa, bà Nhàn bày tỏ ăn năn hối cải cho biết đã chuộc lỗi lầm bằng cách thành khẩn khai báo, tích cực hỗ trợ cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Cô cục trưởng mong hội đồng xét xử ghi nhận những vấn đề và tính tiết giảm nhẹ mà luật sư đã nêu, xem xét cho hưởng khoan hồng trên tinh thần nhân văn, nhân đạo và tấm lòng, bao dung rộng lượng, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bị cáo không muốn lấy bệnh tật ra để xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng từ khi bị bắt, bị cáo đã sốc và sụp 19kg. Bị cáo sốc vì mất mẹ, khi chưa kịp chịu tang mãi xong thì bị bắt. Vì thế bị cáo bị đột quỵ, đau tim, liên tục phải đi bệnh viện mới dần phục hồi. Bà nhân nói và xin tòa xem xét sớm để được về điều trị. Bà Nhan là trưởng đoàn thanh tra, chủ đạo của đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra. Bà này đã bị cáo buộc đã gặp gỡ bà Trưởng Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Văn Thịnh Phát và chủ SCB, thỏa thuận về việc làm mờ sai phạm và bốn lần nhận tiền từ SCB thông qua võ tấn Hoàng Văn, tổng cộng là 5,2 triệu đô la Mỹ. Từ đó bà Nhan đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo sai và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trung thực, bào che, bưng bít sai phạm của ngân hàng. Việc kiểm sát đánh giá bà Nhàn có nhiều tính tiết giảm nhẹ, song hành vi phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt, nhận số tiền đặc biệt lớn nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án trung thân về tội nhận hối lộ. Các luật sư cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bà Nhàn như nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi, thành khẩn khai báo, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng. Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của nhóm bị cáo còn lại trong đoàn thanh tra. Phước Sang bị đột quỵ não, Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não. Bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất nơi diễn viên điều trị cho biết anh nhập viện gần 2 tuần trước tại khoa tim mạch cấp cứu can thiệp, được bác sĩ chữa trị và người dân túc trực chăm sóc, hiện sức khỏe Phước Sang dần ổn định, diễn viên mắc nhiều bệnh nền có tiền sử đột quỵ. Diễn viên Quyền Linh cho biết đang quay phim ở xa. Mong kịp thời gian về thăm bạn thân, tài tử Lý Hùng cầu nguyện cho sức khỏe Phước Sang sớm hồi phục, trở lại công việc, gắn bó nhau từ thập niên 1990. Tôi luôn nể tâm huyết tài năng của anh dành cho phim ảnh, Lý Hùng nói. Năm 2023, sau thời gian dài vắng bóng, Phước Sang tái xuất làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc, cho biết may mắn khi sức khỏe ổn định hơn trước nhưng không thể nói trước điều gì, trời kêu ai nấy dạ. Qua sóng gió ở đời sống riêng, diễn viên thay đổi nhiều quan niệm sống, buông bỏ bớt muộn phiền, vui với điều đang có. Theo ngôi sao một thời, tình hình tài chính của anh những năm qua đủ cơm ngày hai bữa, vướng vào nợ nần tiền tỷ vì kinh doanh thua lỗ hơn 10 năm trước. Diễn viên vẫn nỗ lực tìm cách trả hết các khoản vay mượn, niềm vui đời thường của Phước Sang là có dịp đi cà phê, hàn thuyền cùng bạn bè như Quyền Linh, Lê Tuấn Anh. Dù xa màn ảnh, Phước Sang nói cho thời điểm phù hợp trở lại cuộc đua làm phim chiếu dạp, không muốn chỉ làm video chiếu mạng. Anh theo dõi thị trường, đúc kết nhiều bài học từ những sản phẩm thành công lẫn thất bại. Tôi luôn suy nghĩ tích cực để tìm được hướng đi cho bản thân. Tôi chỉ luyến tiếc một điều là mình không còn trẻ để có thể làm được nhiều việc hơn, diễn viên từng nói. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận một nét hương nào liên quan đến gia đình tôi. Lãnh đạo đến thăm viếng em trai người đàn ông tử vong bất thường tại cơ quan công an dứt khoát không tiếp. Liên quan đến sự việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước thành phố Biên Hòa, bất ngờ bị thông báo tử vong tại cơ quan công an huyện Long Thành Đồng Nai, sau khi người này nhận được giấy triệu tập và lên làm việc với công an huyện Long Thành. Đến nay người nhà và cộng đồng mạng vẫn không thể chấp nhận và vô cùng bức xúc trước cái chết có nhiều điểm nghi vấn của anh này. Cụ thể em trai của anh Đức đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân mang tên Phú Tử loạt hình ảnh và bài viết thể hiện sự hoang mang, đau đớn, đồng thời nghi ngờ sự ra đi của anh trai không chỉ đơn thuần là đột tử. Bởi thời điểm nhận được tin báo, gia đình đã đến và thấy rõ tử thi của anh Đức có nhiều vết thương và vết bầm tím, mặc dù trước khi rời khỏi nhà anh hoàn toàn khỏe mạnh. Đáng nói hơn, khi gọi điện cho người nhà anh Đức thông báo về vụ việc, phía công an huyện đã nói rằng anh Đức bị ngất khi đang làm việc tại cơ quan điều tra, nghi chết do đột tử thông báo từ phía công an và tình trạng tử thi của anh đức khiến gia đình của anh không thể chấp nhận tha thiết muốn tìm ra sự thật đòi lại công bằng cho anh thế nên bài viết của phú tử rất nhanh đã làm dậy sóng cộng đồng mạng mọi diễn biến sau đó được em trai của anh đức cập nhật và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bao gồm đoạn clip mới đây trong đó quay lại cảnh đoàn lãnh đạo địa phương đến viếng thăm gia đình anh đức Tuy nhiên, em trai phú tử của anh Đức đã thẳng thừng từ chối cho đoàn lãnh đạo vào thắp hương, đồng thời khẳng định gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận một lời xin lỗi nào vì sự ra đi quá oan ức và để lại tổn thương không thể bù đắp cho gia đình của anh Đức. Thông tin cập nhật mới nhất ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ công tác đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành là người đã trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức hôm 22 tháng 3. Vụ nữ tiếp viên hàng không chuyển ma túy, số tiền giao dịch hơn 25.000 tỷ. Tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh sáng 27 tháng 3, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua. Trong đó thành phố đang có sự gia tăng đột biến của tội phạm ma túy. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính riêng vụ án các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh Lực lượng công an đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212 kg ma túy các loại, thu giữ 10 khẩu súng. Bước đầu, công an chứng minh được các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng, thiếu tướng Mai Hoàng làm rõ. Phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, theo thống kê của Bộ Công an, thành phố là địa bàn trọng điểm phức tạp nhất về tội phạm tệ nạn ma túy. Trong quý 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá 813 vụ với 2019 đối tượng phạm tội ma túy, tăng gấp đôi cùng kỳ cả số vụ và số đối tượng bị bắt giữ. Hiện nay tội phạm ma túy đang sử dụng phương thức mua bán ma túy trên không gian mạng, song song với việc ngăn chặn nguồn cung ma túy, các lực lượng cũng đang nỗ lực làm giảm nguồn cầu đối với chất cấm này. Đối với đại án ngành đăng kiểm, công an thành phố đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can theo đúng quy định Tiến độ của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và ban chỉ đạo của thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt hạn chế về việc đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó một số loại tội phạm hoạt động phức tạp, giảm nhưng chưa bền vững, tình hình cháy nổ vẫn diễn ra. Dù các vụ cháy nổ đã được kéo giảm, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Thân nhân các lao động tử vong do bụi phổi được nhận bồi thường hơn 500 triệu đồng. Ngày 27 tháng 3, lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, nơi có nhiều công nhân tử vong do bệnh bụi phổi, đã chi trả bồi thường cho thân nhân lao động đã tử vong do bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến đã tiến hành chi trả bồi thường cho 5 thân nhân gia đình người lao động tử vong với tổng số tiền hơn 561 triệu đồng. Trong đó có 4 gia đình nhận số tiền hơn 110 triệu đồng và một gia đình nhận hơn 121 triệu đồng. Hàng chục công nhân khác của công ty này được xác định mắc bệnh bụi phổi silic đang được các cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật để hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp. Các công nhân đi giám định thương tật vào ngày 26 tháng 3. Như đã thông tin, đến thời điểm hiện tại đã có 6 công nhân từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến tử vong do bệnh bụi phổi silic. Các sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty này. Cụ thể, công ty này bị phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật. Có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Theo đó, từ năm 2017 đến 2022, công ty không tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng xử phạt công ty này 56 triệu đồng vì từ năm 2017 đến 2022, công ty không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tình tiết tăng nặng của hành vi này là vi phạm nhiều lần. Thu hồi hơn 46 tỷ đồng và nhiều tài sản có liên quan đến đại án đăng kiểm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỷ đồng, 118,8 nghìn đô la Mỹ cùng nhiều tài sản khác có liên quan. Như đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Chi cục đăng kiểm Việt Nam, các chi cục đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác trên cả nước. Theo kết luận điều tra, hồ sơ với hơn gần 30.000 bút lục đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố với hơn 254 bị can trong đó các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam như trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đặng việt hà nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam nguyễn vũ hải nguyên phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam trần anh quân nguyên quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới đỗ trung học nguyên trưởng phòng tàu sông bùi quốc hưng nguyên trưởng phòng tàu sông cùng nhiều cựu giám đốc phó giám đốc các tri cục trung tâm đăng kiểm tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu hồi và tạm giữ các bị can sau nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỷ đồng và 118.800 đô la Mỹ cùng nhiều tài sản có liên quan. Đề xuất sát hạch lái xe cho học sinh góp ý xây dựng dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 27 tháng 3, ông Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc khu du lịch cửa biển đề xuất bổ sung điều khoản về đào tạo lái xe cho học sinh. Theo ông, cơ sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn lái xe máy an toàn cho học sinh như môn bắt buộc nội dung đào tạo dựa trên luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được bộ giáo dục và đào tạo xây dựng và bộ giao thông vận tải phối hợp hướng dẫn học sinh sẽ tự học theo bộ sách lý thuyết tập lái trong khuôn viên mô hình của cơ sở giáo dục hoặc nơi có mô hình tập lái tương tự ngành công an và ngành giao thông giải đáp thắc mắc kiểm tra lý thuyết và kỹ năng lái xe sau khi vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành học sinh được cấp giấy xác nhận của nhà trường đủ điều kiện lái xe Trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi muốn lái xe máy xe điện phải có văn bản chấp nhận của cha mẹ, người giám hộ và được đào tạo sát hạch như đối với người trưởng thành, ông cảnh đề nghị tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 15 tháng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Bộ quy định cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy điện và xe dưới 50cc, dự thảo luật quy định tại trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe máy an toàn theo quy định. Tuy nhiên, quy định nào và ai quy định vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, tạo khoảng trống pháp lý đáng lo ngại. Ông Hùng nói cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày